đi rồi, lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn Chúa, ôi lạy Chúa, nếu như ngày trước tôi
nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Lạy Chúa, mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Chúa, hồn tôi trông chờ Chúa, hơn linh canh mong đợi thần đông. Từ bậc thắm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, hơn linh canh mong đợi thần đông, trông cậy Chúa đi xưa em hơi, bởi Chúa luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Từ bậc thắm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội kiến muôn vàng. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu mong được cứu đến Ngài. Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta sao xuyến và biết nói, chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, đi con lời khen Chúa, và đem lại sự sống cho chúng ta. Với niềm tin tưởng, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho linh hồn Maria vừa lìa khỏi thế gian được hưởng phúc vinh quang của người, luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa gia đình, cho thân nhân và bạn hữu của ông, của bà Maria. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng và sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lại chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp đây đây để cầu nguyện cho linh hồn Maria được thôi thúc trang đạp thi hành thánh nghi Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Lạy Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng bình an. Xin cho tôi tới Chúa vượt qua cửa sự chết cách an toàn, và được mãi mãi ở cùng các thánh, khiến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm tha thiết dâng lên trước tôn nhan Cha cố, và cho tăng quyến chúng con. Lắm ưu phiền giông tố triền miên, từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai.
ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Sống hiền.
con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông. Chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Kính thưa gia đình Tăng Quyến,
Hôm nay cha và các thành viên tiếng hát vì người nghèo đến thăm gia đình. Trước hết xin được chia buồn với gia đình vì sự ra đi của cô Tâm về với chú là một cái điều đối với niềm tin của chúng ta là một niềm hy vọng vì cô về với chú nhưng để lại cho chúng ta những cái tiếc nuối, những cái đau buồn theo tình cảm của con người. Vì vậy mà cha với các thành viên ngày hôm nay đến để chia buồn với gia đình. Cô và chú đã tham gia trong chương trình khá lâu và những cái thành viên luôn luôn đồng hành với các anh chị em, các cô chú trong đoàn ra đi giúp đỡ những người nghèo. Có lẽ đây là những cái món quà mà cô ra đi mang để về cho chú. Khi hay tin cô ra đi, cha và các thành viên không tin đó là sự thật, bởi vì cô Tâm rất là gần gũi với chương trình, là những người luôn luôn, cha biết là luôn luôn đồng hành rất là vui vẻ với các chị em. Mặc dù biết cô trong thời gian qua có bệnh, nhưng mà không nghĩ rằng là chú gọi cô về sớm như vậy. Thì ngày hôm nay cha với các thành viên đến đây để hiệp ý và cầu nguyện cho cô sớm về hưởng an thánh Chúa. Và cũng như trong những ngày qua thì cha cũng đã tin và dâng lễ tại giáo xứ của mình, nhưng hôm nay cùng với tất cả mọi người đến đây để thăm gia đình và chia buồn. Và giờ đây cha xin phép cho đoàn được đọc kinh, dâng lên cô những lời ca tiếng hát tin nguyện trong chương trình phút này. Xin Chúa nhận lời để sơ sư linh hồn hòa ca về những ngày thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Khi Chúa thương gọi con về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như ngọn sông ngoài sâm bờ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Lạy Chúa đã nói ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Chúa để cầu nguyện, Chúa sẽ nhập lời. Giờ đây gia đình Lan Quyên cũng như các thành viên của tiếng hát vì người nghèo của chúng con rất vô cùng thương tiếc và đau buồn khi xa vắng cô Maria mà Chúa đã gọi về. Thì chúng con xin dâng những kinh nguyện này. Trước hết xin Chúa ban bình an sức khỏe cho gia đình Lan Quyên, và đồng thời sốc đốc dẫn linh hồn Maria về hưởng an thánh Chúa trên trời. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho
Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi vì đừng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin Kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tay sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chịu nan đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Anh em nam nữ chúng con nghiệp y một lòng mà dâng lễ này, cậy vì công nghiệp năm dâu thánh Đức Chúa Giêsu, xin Đức Chúa Cha thứ tha phần phạt cho linh hồn Maria. Cõi nước vua có đặng về chầu Chúa trên nước thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen. Phép lần hộp năm dâu thánh Đức Chúa Giêsu, 30 kinh Đức Chúa Trời cùng năm kinh Đức Bà chia ra làm sáu phần. Thứ nhất thì ngâm: khi quân dự bắt chân ta Đức Chúa Giêsu vào thánh giá mà đóng đinh bằng mũi đau lắm mau chạy ra ròng ròng. Khi ngâm sự ấy thì nguyện một kinh lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân ta vì chúng con. Bởi đi đàn trai cùng nguyện một kinh vinh mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng con chừa đi đàn trai hay là chớ làm tội lỗi nữa. Amen. Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Dựng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa Giêsu đã sinh thì bây giờ có một người gác quan lấy đồng mà đâm cạnh lương lâm Đức Chúa Giêsu. Phải trái tim mau cùng nước chảy ra, bởi người đã sinh thì lòng Đức Mẹ đau đớn lắm, như phải dao sắc thâu qua trái tim làm vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện một kinh lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu đã lấy hết máu trong
một tiếng kính mừng. Thương Đức Mẹ như phải giao sắc thâu qua trong lòng, xin cho chúng con chớ yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, cho nên chịu chết làm vậy. Amen. Chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự lừa gạt. Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xe tay mà Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỉ ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi chỗ khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị vùi gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa, vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự hiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất pháp. Người công chính nên hoàn thiện, chỉ trong một thời gian ngắn thì kể như hoàn thành tất mọi sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa nên người vội đem họ ra khỏi thời gian ác, khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa đã đáp lời con. Từ bước sau tôi nay vang Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương, trao dòng nước cuốn trôi bao chiều phóng ba cùng xô lâm tâm thân tôi. Chúa phán, ta là sứ sống lại và là sứ sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho các con thì Thầy lại đến và đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì các con biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tất cả chúng ta đều bày tỏ lòng thương tiếc, nhớ thương và đau buồn khi người thân của chúng ta ra đi về với Chúa. Vì thế, những lời kính nguyện chúng ta dâng Chúa trong buổi tối hôm nay, chúng ta tin rằng chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Vì trang tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe là một sự an ủi, là một điều mà chúng ta phải tin tưởng vào Chúa. Cho nên Chúa đã nói từng người chúng ta, đặc biệt là trong gia đình tam quy: lòng các con đừng xao xuyến,
hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta hãy về với Chúa, ở nhà Chúa, đó là nước thiên đàng. Mà hôm nay Chúa đã gọi người thân của chúng ta, người vợ, người mẹ, người chị em của chúng ta về với Chúa. Để từ đó chúng ta sẽ thấy rằng thế gian chỉ là một cõi tạm bợ, ngôi nhà trần gian cũng chỉ là một quán trọ. Chúng ta chỉ có một ngôi nhà duy nhất, đó là thiên đàng. Vì vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người thân của chúng ta trong một suốt quãng đường hành trình ở trần gian này đã sống với đức tin, lòng yêu mến Chúa qua những công việc bác ái chia sẻ trên những người nghèo. Nhưng thân phận con người không tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót trong bổn phận đối với Chúa, đối với tha nhân. Thì nhờ lời cầu nguyện, giờ kinh của tối hôm nay cũng như thánh lễ và những hy sinh chúng ta dâng về cho Chúa, để Chúa thương tha thứ và số đón nhận người chị em chúng ta về với Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân trong gia đình tan biến, những người còn ở lại biết sống đức tin, an ủi và yêu thương nhau, để tất cả chúng ta đều làm sáng danh Chúa. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy hợp ý xuất sáng dâng lên Chúa một ước nguyện thực thành sau đây. Hầu chân hồn Maria, người thân yêu chúng ta sớm được hưởng nhan Thánh Chúa trên nước thiên đàng cùng các thánh. Chúa, Chúa phán, phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhiêu nhọc nhằn vất vả, linh hồn Maria hôm nay đã được về bên Chúa. Xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho chúng con rằng ở bên Chúa thì người chết sẽ sung sướng muôn đời và được thông phần hạnh phúc ngàn thu. Linh hồn Maria của chúng con đã nhắm mắt lìa đời, không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho linh hồn Maria được ơn mà mọi người chúng con. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dựng linh hồn linh hồn Maria giống hình ảnh Chúa và đã cho nghĩa tử nhờ được liên kết với Đức Kitô. Xin cho linh hồn Maria được hưởng phần gia nghiệp dành cho con trai Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta như lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn Maria được trở nên con Chúa, đã nuôi dưỡng linh hồn Maria bằng bánh hằng sống từ trời xuống. Xin giải thoát linh hồn Maria khỏi xì xích tử thần và được phục sinh vinh hiển với Đức Kitô, vua hằng sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vọng tiếng bao linh hồn không thăng, hiền thần tin dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha ban này. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi, hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Đức Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Đức Vương chỉ bảo đặng lành, cầu cho chúng con. Đức Vương các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một đêm thật bình an. Tạ ơn Chúa. Kính thưa gia đình tăng quý cũng như quý thành viên, trong buổi tối với bầu khí thật ấm áp này,
chúng ta đã đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria, là người chị em của chúng ta đã về với Chúa. Không chỉ trong buổi tối hôm nay và trong những ngày sắp tới, trong mỗi thánh lễ cũng như đời kinh, chúng ta không quên đến người chị em của chúng ta rất cần và rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, để chị được về hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta những người còn ở lại cũng phải biết dâng những hy sinh hạ mình của mình hàng ngày, để chúng ta đền bù tội lỗi của chúng ta, để rồi một mai ngày nào đó chúng ta đứng phiên được mình cũng ra đi như người chị em của chúng ta, để chúng ta mang về cho Chúa những hoa trái là bó hoa hy sinh, bó hoa hạ mình, bó hoa yêu thương. Đó là điều Chúa rất cần. Giờ kinh nguyện buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho chương trình xin chia buồn với gia đình ta quý, và kính chúc tất cả chúng ta trong những ngày kế tiếp được sức khỏe và bình an của Chúa. Lời tăng quý chúng con xin chân thành cảm ơn cha, mặc dù công việc của cha rất là bận rộn mà cha cũng cố gắng, cũng bỏ công lao, bỏ sức lực đến dân lời ca, dân tiếng hát, dân lời kinh để cầu nguyện cho linh hồn Maria của chúng con. Thì chúng con không biết dùng cái từ nào để mà cảm ơn cha với đoàn, thì xin cầu xin Thiên Chúa số ơn cho cha và đoàn thật nhiều sức khỏe và sẵn sàng đi tất cả các nơi để phục vụ lao động nghèo, phục vụ những người cô đơn. Bởi thế, nếu trong buổi ngày hội thánh kinh ngày hôm nay gia đình chúng con có những cái gì mà thiếu sót, thì xin cha cùng tất cả anh các chị lên tỉnh bỏ qua cho gia đình chúng con đồng bái ta. Và giờ đây thì các thành viên của chúng ta mỗi người sẽ thắp một nén hương và chúng ta lại cho rồi con mất mẹ rồi mẹ ơi. Mất mẹ là mất cả bầu trời, mất mẹ là mất đi dòng sông, mất mẹ là mất đi mùa xuân, mất mẹ là mất đi hết. Mất đi bầu trời là mất đi ngày mai, mất đi dòng sông là mất đi hy vọng, mất đi mùa xuân là mất đi niềm vui, con mất mẹ rồi là mất hết cuộc đời. Mẹ ơi, kể từ giờ đây con mất mẹ thật rồi, kể từ giờ đây con mất một nụ cười, kể từ giờ đây con trở thành mồ côi, cô đơn lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, giờ biệt ly chẳng nói được lời gì, giọt nước mắt tràn ướt cây bờ mi, giờ chào mẹ nhé, con hứa sông ngoan hiền làm vẽ vang mẹ yêu.
rồi, mẹ ơi con mất mẹ rồi, mẹ ơi con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mẹ ơi. Mất mẹ là mất cả bầu trời, mất mẹ là mất đi dòng sông, mất mẹ là mất đi mùa xuân, mất mẹ là mất đi hết. Mất đi bầu trời là mất đi ngày mai, mất đi dòng sông là mất đi hy vọng, mất đi mùa xuân là mất đi niềm vui, con mất mẹ rồi là mất hết cuộc đời. Giờ đây con mất một người, kể từ giờ đây con trở thành mồ côi, cô đơn lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, giờ biết ly chẳng nói được lời gì, giọt nước mắt tràn ướt cay bờ mi. Giờ chào mẹ nhé, con hứa xong ngoan hiền làm vẻ vang mẹ yêu. Rồi. Kể từ giờ đây con mất một nụ cười, kể từ giờ đây con trở thành mồ côi, cô đơn lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, giờ biết ly chẳng nói được lời gì, giọt nước mắt tràn ướt cây bờ mi. Giờ chào mẹ nhé, con hứa xong ngoan hiền làm vẻ vang mẹ yêu. Giờ chào mẹ nhé, con hứa xong ngoan hiền làm vẻ vang mẹ yêu. Giờ chào mẹ nhé, con hứa xong ngoan hiền làm vẻ vang mẹ yêu. Tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời con gọi mẹ ơi, từ thuở năm nôi. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ, mẹ đã đi rồi, cuối trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi, lần cuối trong đời con gọi mẹ ơi, xiết bao ngậm ngùi. Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ, nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ vui, là bến an bình, xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha, đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi,
giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng hai tiếng mẹ ơi cho con thành người, nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời, con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi. Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ, nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa, Chúa là bờ vui là bến an bình, xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về, lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha, đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời, con gọi mẹ ơi từ thuở nằm mơ. Mẹ, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ. Mẹ đã đi rồi, khuya trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi cho con thành người, nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời, con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi. Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ, nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa, Chúa là bờ vui là bến an bình, xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về, lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha, đưa mẹ con vào cõi phúc rồi con cầu xin Chúa, Chúa ơi từ bước sau thương đau con đợi trong Chúa nhân đời. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thân thôi, nhưng cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vững sâu thương đau, con đợi trong Chúa nhận. Thank you.
chúng ta biết rằng chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian, và khi qua khỏi cõi trần, chúng ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nói với chúng ta, linh hồn Maria sắp rời căn nhà này, sắp rời trần gian này để về ngôi nhà đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân, bạn bè để trở về với Thiên Chúa. Tình thương, trong giây phút đau buồn, khi mà khuôn mặt thân yêu của người thân chúng ta vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa và xin cho linh hồn bà Maria được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại linh hồn bà Maria trong nhà Chúa trên trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín sự chết nơi thân xác linh hồn không phải là tan chế hay tuyệt vọng, mà là niềm tin và hy vọng, tin vào Đức Kitô và hy vọng được chia sẻ vinh quang với Người. Nhờ đó, chúng con là những người còn sống, biết làm cho đời mình thành của lễ khẩn nguyện cho linh hồn Maria, để mọi người yếu hèn do phận người của linh hồn Maria sẽ đón nhận được lòng thương xót hải hà của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin gắn lên ngực một bông hồng trắng, ngày mẹ thương yêu đã ra đi, giây phút biệt ly nước mắt tràn mi, con biết nói gì mẹ yêu ơi. Mẹ ơi, con mất mẹ rồi, tháng ngày đời con lặng lẽ trôi. Mẹ ơi, con muốn nói lời vĩnh biệt mẹ yêu lần cuối. Dù mai đi bốn phương trời, nhớ hoài hình bóng mẹ mãi thôi. Dù con đi suốt cuộc đời vẫn không qua được những lời mẹ ru, lời mẹ ru ơi à ơi. Con ngủ cho ngoan, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi làm, để mẹ đi làm kiếm gạo nuôi con. Tiến lên thánh đường tham dự thánh lễ cuối cùng của đời mình. Vì vậy trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cầu nguyện xin tha Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn bà Maria, và đón nhận bà Maria vào nước hằng sống trên quê trời. Và chúng ta tin tưởng rằng ở bên tòa Chúa, linh hồn bà Maria
cũng cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Mời đội tu tì tiến vào làm nghi thức. Tạm biệt mọi người, tôi phải ra đi. Nợ trần ai tôi đã trả xong rồi, chẳng còn gì lưu luyến thêm chi. Bởi trần gian đâu phải là cõi phúc. Tạm biệt mọi người thân yêu, từ đây tôi ra đi theo lời mời của Chúa, về nhà trời hưởng phúc yên vui. Trong tâm sâu tôi khấn nguyện cuối chân ai tôi đã trả xong rồi, chẳng còn gì lưu luyến thêm chi. Đời trần gian đâu phải là cõi phúc. Tạm biệt mọi người thân yêu, từ đây tôi ra đi theo lời mời của Chúa, về nhà trời hưởng phúc yên vui. Trong tâm sâu All right.
về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Thank you.
Thank you.
Khi ấy, người cho hãy tranh đổi với nhau rằng làm sao này có thể lấy gì mà cho chúng ta ăn được. Bây giờ Giê-xu nói với họ là ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta cũng sống cũng thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống không phải như Cha ông các ngươi đã mang ra và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đâu là lời Chúa. Để mời con nhân ấy quỳ xuống về thờ lại chỉ biết Chúa.
và đặc biệt trong ngày ta đi xa nhau nữa, trong khi chúng ta đến ngày lần đầu tiên nữa đến lần đầu thì ta đi xa nhau đã viết vào trong nhật ký là hạnh phúc vì mình được Đức Chúa Giêsu lần đầu rước về vào máu Chúa, mà Đam Ni Sa Nhu đã nguyện với Chúa thà chết con mong phạm tội bất bằng Chúa. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho bà Maria, và đối với người chúng ta cũng xin thánh Đam Ni Sa Nhu cho mỗi một người chúng ta có một lòng yêu mến bí tích cao sâu này. Xin Ngài giúp cho mỗi một người chúng ta biết yêu mến bí tích thánh này. Và bà Maria cũng như mỗi một người chúng ta đã từng tham dự thánh lễ, đã từng rước vào mình vào máu Chúa, đã được Chúa Giêsu ngự vào trong tâm hồn, và chúng ta đã đi vào trong tương quan, đi vào trong cái sự sống thiêng liêng mà Chúa ban cho mỗi một người chúng ta. Và đối với chúng ta, cái ước vọng đó là chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta ước vọng của mỗi người chúng ta đó là chúng ta được sống thành công, không phải sống trường thọ, nhưng mà chúng ta được sống lên Chúa. Trong kinh thánh, trong phục vụ dành cho mỗi một người chúng ta, thành phong bỏ khi căn nhà của chúng ta bị thiêu hủy, khi căn nhà của chúng ta bị bỏ bẹp bởi vì bệnh tật, bởi vì tuổi tác, thì Chúa cho chúng ta một ngôi nhà mới ấy, chúng ta được sống mãi bên Chúa. Hôm nay xin Chúa cho mỗi một người chúng ta, khi chúng ta tham dự thánh lễ, khi chúng ta bước Chúa Giêsu thánh lễ mỗi ngày, chúng ta xin Chúa gia tăng niềm tin cho mỗi một người chúng ta, xin Chúa cho mỗi một người chúng ta một lòng yêu mến Chúa hơn, xin Chúa cho mỗi một người chúng ta được sự sống đời đời ngay khi chúng ta còn ở tại thế, sự sống trong Chúa Kitô. Và khi chúng ta bước Chúa Giêsu thánh lễ là Chúa Giêsu ngự vào trong tâm hồn và đến được chúng ta mang Chúa Giêsu đến với đời với gia đình chúng ta, mang Chúa Giêsu đến để đến với những người chúng ta gặp gỡ khi chúng ta đi lao động, khi chúng ta đi công tác, khi chúng ta làm việc ở cơ quan hay là ở đâu, chúng ta xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và chúng ta dâng lên cái tâm tán, chúng ta xin Chúa, chúng ta hứa ai mấy ngày sẽ có sự sống đời đời. Và Maria cũng như mỗi một người chúng ta đã từng rước mình vào của Chúa, ít là trong một phục sinh, xin Chúa giữ lời hứa và ban phần thưởng nước trời cho bà Maria cũng như cho tất cả mỗi một người chúng ta là những người đã ước muốn một đời sống vinh hạnh bên Chúa. Đồng thời xin Chúa an ủi chồng con gái, những người thân yêu vì sự ra đi này. Trong niềm tin thì chúng ta tin rằng người thân của chúng ta trở về bên Chúa, cất đi nỗi đau của bệnh tật, của tuổi tác, của những thử thách trong cuộc đời. Nhưng mà sự ra đi nào cũng để lại bao nhiêu cái sự liên tiếp đau thương, bởi vì chúng ta là con người. Xin Chúa Giêsu thánh thầy an ủi nâng đỡ, và mỗi một người chúng ta là những người thân của đời đời, tiếp tục dâng thánh lễ, chúng ta tiếp tục đọc kinh, chúng ta tiếp tục làm những công việc ban ái, những công việc tốt để chúng ta cầu nguyện cho bà Maria để bà Maria sớm được nhận thánh Chúa. Amen. Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới, tin tưởng và hy vọng nơi người. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Mọi người đều phải chết nơi an táng thế nào thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Xin cho các tín hữu suốt đời đã trung thành vương theo Chúa mà nay đã qua đời được hưởng niềm vui nước trời. Thì sẽ sống lại để bị kết án.
Bye.
Và tha thứ chúng con như chúng con cùng ta.
khuất bóng trên gian trần. Người ơi, tôi đã mất người mẹ kính yêu. Người mẹ của tôi bao vất vả ngày đêm nhọc nhằn. Người mẹ của tôi mong tôi sớm nên người lớn khôn. Xin từng lời kinh khẩn thiết trên mọi người. Xin lòng từ bi, lòng từ bi Thiên Chúa thương mẹ.
dâu nhiều lầm lỗi sầu đau. Xin tạ lỗi người ơi, hôm nay con giã từ cuộc đời. Nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui về với Chúa. Đời người nơi bế dâu mang sầu đau, những lúc đang hững hờ Chúa đến nào ngờ. Trong đơn côi hay ngày mới, người ơi lúc Chúa tới, dã từ kiếp người về nơi an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con dã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Đời người năm tháng trôi bao lầm lỗi, Chúa ơi con yếu hèn sao lắm buồn phiền. Hôm nay đây nương nhờ ai, nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi để con an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa dối hơn nhiều. Hôm nay đây xin tạ lỗi, người ơi hãy nhớ mãi tôi là cát bụi, nguyện xin thương tôi. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giã. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Thank you.
kính thưa quý ban hành giáo, ban điều hành giáo họ Môn Sa, kính thưa quý vị đã có mặt ở đây, cũng như toàn thể bà con cô bác hàng xóm, thân gia bạn bè, người quen của gia đình tạm trú chúng tôi. Suốt mấy ngày qua quý vị đã đến thăm hỏi, chia buồn động viên gia đình chúng tôi. Khi gia đình chúng tôi mất đi một người thân yêu, đặc biệt trong những tháng này, quý vị đã cùng tham dự thánh lễ, tiễn đưa người thân của chúng tôi. Sau đó quý vị lại cùng gia đình tạm trú chúng tôi đến đây thực hiện nghi thức hỏa táng để đưa người thân chúng tôi về khỏi thiên đàng. Tôi xin cảm ơn cha đoàn, ban kè đồng đã đem lời ca tiếng nhạc, tiếng kè, tiếng trống đến với gia đình chúng tôi trong thánh lễ và tại đài vào tháng này, khiến cho buổi lễ thêm phần trang trọng và đàng hoàng. Kính thưa quý vị, dẫu biết rằng sự sống không bất như dự lỗ thai, tuy nhiên cảm giác bất như người thân yêu là nỗi buồn và dược phẩm không thể nào bị phá được. Thì chính sự thăm hỏi và động viên của quý vị là niềm an ủi lớn lao cho gia đình tan biến chúng tôi. Gia đình tan biến chúng tôi xin kính chúc cha, quý ban và toàn thể quý vị được mạnh khỏe, dồi dào ơn như Chúa tại Đức Mẹ Maria. Trong lúc tan nhang chúng tôi sẽ có điều gì tốt, xin quý vị nhiều người họ qua gia đình tan biến chúng tôi xin đồng hóa tạ. Niềm đau nhưng con vững tin
gian nhìn đau nhưng con vững tin chốn nơi trời cao nơi con có mẹ. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống này vào năm mùa mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Chọn kiếp này ai theo đường sự sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin trong cát bụi tan, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin